Những mẫu xe lật đổ ngôi vua doanh số tại Việt Nam sau đợt giảm giá kỷ lục. Accent bán gấp đôi virus, Tucson bỏ xa CX-5. Bảng xếp hạng những xe bán chạy nhất từng phân khúc có thay đổi bất ngờ trong tháng 9 vừa qua, khi những mẫu xe đang đứng top nhiều tháng như CX-5 hay virus đã bị bán vượt với khoảng cách doanh số lớn. Trong tháng 9 vừa qua, doanh số bán hàng ô tô toàn thị trường Việt Nam đã có sự khôi phục mạnh mẽ. Mẫu xe dẫn đầu vẫn là VinFast Fadin với doanh số lên đến 2.565 chiếc. Các mẫu xe còn lại cũng có sự tăng trưởng doanh số đáng kể. Tuy nhiên một số mẫu xe bất ngờ bán vượt lên để giành vị trí dẫn đầu phân khúc. Trong các mẫu xe có sức bật tốt về doanh số, Hyundai Accent là mẫu xe đáng chú ý nhất. Doanh số bán hàng tháng 9 của mẫu xe này là 1.392 xe, gần gấp đôi so với tháng trước đó. Với doanh số này, Hyundai Accent đánh bật Toyota Vios khỏi vị trí thứ nhất với doanh số gấp đôi đối thủ. Lượng xe Vios bán ra vừa rồi chỉ khoảng là 692 xe. Trước đó trong tháng 8, Accent vẫn để Vios xếp trên với khoảng cách doanh số là khoảng 250 xe trong phân khúc xe đan hạng B tháng vừa qua, Accent không phải là mẫu xe được giảm giá mạnh nhất nhưng với riêng mẫu xe này thì đó là chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó các phiên bản Accent được giảm khoảng 30 triệu đồng tại đại lý, giá có thể thấp hơn nữa khi thương lượng thực tế. Tuy nhiên chương trình chỉ áp dụng với khách hàng Hải Phòng. Tương tự như khuyến mãi dành cho Vinfast và Đin trước đây, giá sau giảm của Accent còn khoảng 390 đến 510 triệu đồng, khá cạnh tranh trong phân khúc. Accent bản Philips ra mắt vào tháng 12 năm 2020 với nhiều thay đổi tích cực về trang bị. Do mới đưa ra thị trường chưa đầy một năm nên mẫu xe sẽ còn rất lâu mới có thể có bản nâng cấp. Tháng vừa qua, tổng cộng 485 chiếc Hyundai Tucson bán ra thị trường gấp đôi so với tháng trước đó. Nhờ đó, mẫu xe Hàn Quốc vượt qua Mazda CX-5 339 xe để đứng đầu bảng xếp hạng doanh số SUV crossover hạng C. Xếp ở vị trí thứ ba là Honda CRV với chỉ 168 xe. Trong thời gian gần đây, CRV thể hiện rõ sự đi xuống về doanh số so với Tucson và SX5. Cùng thời điểm Tucson bán chạy vượt bậc là lúc mà mẫu xe này được giảm giá mạnh tại đại lý. Tham khảo tại đại lý, các phiên bản Tucson tháng 9 vừa rồi được giảm trung bình từ 70 đến 75 triệu đồng, thậm chí khách có hộ khẩu Hà Nội khi đăng ký xe còn được giảm thêm 15 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng thêm một gói phụ kiện. Sau khi giảm giá, Tucson là mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc chỉ từ chưa đến 730 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn. Mức giá này chỉ ngang với bản cao cấp của một số xe hạng B như là Sentos hay là Kona. Hiện tại Tucson đang bước vào giai đoạn cuối của thế hệ và có khả năng sẽ đổi sang thế hệ mới trong thời gian tới, có thể là năm sau. Bản facelift của mẫu xe này đã ra mắt từ tháng 5 năm 2019. Với doanh số là 278 xe bán trong tháng 9, Suzuki XL7 vừa kịp vượt qua Mitsubishi Xpander với khoảng cách doanh số chỉ là 40 xe. Dẫu vậy, đây cũng là dấu mốc đáng nhớ với XL7 khi mẫu xe này liên tiếp xếp ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng doanh số phân khúc. Trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, XL7 trong thời gian vừa qua là mẫu xe được giảm giá mạnh nhất. Giá niêm yết của xe là 590 triệu, nhưng giá bán thực tế chỉ rơi vào khoảng 530 triệu đồng. Đầu tháng 9, XL7 có thêm phiên bản đặc biệt, thực tế là thêm một gói phụ kiện với các trang bị hiện đại như sạc không dây, camera 360 độ, cốp điện để thu hút khách hàng. Giá xe tăng khoảng 26 triệu đồng nhưng so với mức giảm giá thì vẫn thấp hơn so với giá niêm yết của bản thường. Một lý do khác khiến cho Xpander tháng vừa qua xếp sau XL7 là bởi phiên bản đặc biệt của Xpander mới ra mắt chưa có xe giao ngay, nhiều khách hàng phải ký chờ đến tháng 10 thì mới nhận được xe. Do đó tháng sau mới hứa hẹn là tháng bùng nổ doanh số của Xpander và khi đó thì XL7 phải dè chừng ngoài ra theo nguồn tin riêng thì Suzuki thống kê doanh số theo lượng xe về đại lý còn mitsubishi tính số xe bán tới tay khách hàng nên con số cũng chưa phản ánh chính xác tình hình của thị trường